xích lên đây, đây xích lên, xích lên. Mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì Phong Bụi cùng với má anh em có mặt tại một cái điểm phát cơm của một chị gái ở sau lưng cổng bệnh viện Chợ Rẫy. Địa điểm phát cơm này thì trước kia anh Tuấn Dương ở Sài Gòn Ngày Nay hay chia sẻ cho bà con cô bác anh chị được rõ. Thì ngày hôm qua giờ Phong Bụi cùng anh Bùi Hồ có mua khá là nhiều thanh long, trong đó thì có mua thanh long của chị Xuân và chị Tho ở tại Long An, và được một chị gái Sài Gòn là có hỗ trợ là 10 triệu đồng để mua toàn bộ cái số thanh long này. Thì Phong Bụi cũng có chuyển một ít thanh long cho bếp cơm ngay tại chợ Bến Thành, bếp cơm ngay tại bệnh viện Chợ Rẫy, và bà con đang nhận những cái phần cơm này, dòng người đang xếp hàng khá là dài. Ở đây thì mọi người còn nhận cả cơm chay nữa và nước suối. Rồi. Ở đây là bữa nay là cơm chay hả cô? Cơm chay con. Bữa nay là cô nấu cơm chay. Hai chồng cho hai bình thường thôi. Hai chồng. Bây giờ anh lỡ xếp hàng đi, anh xin về với anh ta xếp hàng tội nghiệp lắm. Mọi người sẽ được thanh long, cơm chay, nước suối. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dòng người xếp hàng dài từ bên kia đường qua bên này đường luôn. Bên kia con thấy dài sao đủ không ta? Không, như á, nhà nào cô phát á, thường thường nó đứng tới bệnh viện luôn đó. À, con thấy nhiều ghê luôn á. Nhiều lắm con, đủ đủ. Cơm cô ngày nào cô nấu cũng đủ. Rồi, cảm ơn em. Mỗi người một bịch thanh long, nước suối, cơm. Đây là mấy cô chú xếp hàng dài từ bên kia xếp hoa luôn ha mọi người, và đang nhận thanh long, cơm một cách để tránh thiệt hại cho bà con nông dân, và cũng như là một cách để hạn chế đổ bỏ lãng phí. Thì những trái thanh long này cho những người lao động, những người khó khăn này là một cách hay đúng không ạ? Mấy chú nào đi xe lăn thì được ưu tiên nè,
mấy chú bị khuyết tật á là được ưu tiên được mang đến tận tay luôn. Đây là cổng sâu của bệnh viện Chợ Rẫy nha mọi người, nơi mà rất là nhiều người bệnh và những người khó khăn đang trú ngụ. Và ở đây thì dòng người vẫn đang nhận cơm. Nãy giờ quan sát thấy là toàn là mấy cô chú vô gia cư mà, những người khó khăn mà. Gần như là mọi người hay nhận cơm cho nên mọi người cũng biết hết à. Cho con hỏi là cô trong bệnh viện à, cô vào kêu những người trong bệnh viện mà đi chữa bệnh ra nhận cơm chay với người bệnh nhân nha. Rồi, mỗi người bằng lẻ đàng đi, chúc ta. Có cả một số cô chú khuyết tật nữa kìa. Mình phát luôn cả bọc ni lông mọi người tự mở luôn á. Ừ, rất là. Giờ là mọi người chia ra bịch nhỏ anh Hồ. Mà anh nghĩ rằng là mấy cái bịch thanh long này á, nếu như mà mình không mua hỗ trợ cho bà con nông dân á, thì cũng đổ bỏ vườn. Mà đặc biệt là địa điểm này nó nằm ngay tại bệnh viện nữa, cho nên là rất phù hợp cho người thực sự cần. Tại vì những người bệnh thì họ đâu có tiền, mà trái cây thì giúp cho họ khỏe mạnh hơn một xíu nữa. Nó giải nhiệt được nhiều nè. Mình làm cái này nó lại giải quyết hai cái vấn đề. Một là giúp cho bà con nông dân, hai là cho những người bệnh nhân họ mong mau chóng bình phục á. Ở đây thì hôm nay cô Tư chuẩn bị cơm chay cho, hôm nay là ngày rằm. Và bình thường thì có nấu cơm mặn nữa. Và ở đây thì khá là trật tự, mọi người xếp hàng dài, hồi nãy anh tới kể. Cho nên nếu mà anh tới thấy mọi người xếp hàng trật tự đó, từ phía cổng bên đây nè, đảo ngược ra ngồi đầu lộ đường Võ Văn Kiệt rồi vào trong này luôn. Quý quá luôn.
Còn mấy chú này xe ôm những người đến phụ á. Mấy chú này là bị gấp để đến phụ ha. Dạ. Toàn là người bệnh không ạ? Nãy giờ người bệnh nhiều lắm. Chắc còn như này chừng khoảng 200kg mà thôi. 200kg thôi. Mỗi một mỗi một bệnh nhân như thế thì một phần cơm bên kia với lại bên đây là một phần thanh long.